Trong không khí Hà Nội kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô, với những người đã từng cầm súng bảo vệ thủ đô thuở ấy, hay những người được đứng trong đoàn chào đón các chiến sĩ giải phóng, thì thời khắc lịch sử đó sẽ mãi mãi là một ký ức không thể nào quên. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, Đại đoàn 308 dẫn đầu là Trung đoàn Thủ đô tiến vào nội thành Hà Nội. Từ sáng sớm, người dân thủ đô đã nô nức mang theo cờ hoa ra khắp ngả đường chào đón đoàn quân trở về sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhiều nhân chứng lịch sử, những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi năm nào này đã tóc bạc, da mồi, nhưng ký ức về những ngày tháng hào hùng về ngày giải phóng thủ đô vẫn vẹn nguyên. Tôi yêu Hà Nội từ vòng tay mẹ ru. Tôi yêu Hà Nội từ đoàn quân chiến thắng tiến về thủ đô. Và từ đó trong tôi sáng lên như màu cờ, hình đoàn quân năm xưa nay vào muôn ý thơ, để chiều Hồ Tây anh bên em đi vào trong giấc mơ. Với những người đã từng cầm súng bảo vệ thủ đô thủ ấy, thời khắc lịch sử đó mãi là một ký ức không quên. Với ông Phùng Đệ, nguyên chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô, vẫn nhớ như in thời khắc tạm biệt Hà Nội thân yêu sau 60 ngày đêm kiên cường bám trụ. Đến hôm nay, ông tự hào và hạnh phúc vì đã góp sức vào chiến thắng của dân tộc, cùng chung tay bảo vệ thủ đô trong những giai đoạn gian khó. Ngày 10 tháng 10, được tiếp quản thủ đô. Tôi cũng được theo Trung đoàn là về tiếp quản thủ đô. Và trong cái cuộc kháng chiến, mình đã đi theo Trung đoàn, cũng luôn luôn nhớ tới quê hương. Nhớ tới, và cái ngày đêm hôm sắp sửa chuẩn bị về Hà Nội, nó hồi hộp nhớ lắm, hồi hộp lắm. Cái ngày hôm sau về tưng bừng, sướng lắm. Nhìn cứ không biết là trong những cái đoàn người đứng đón đấy, có ai là người nhà mình, có ai là người thân, có ai là các thứ, hồi hộp lắm. Quan trọng nhất là cái lời, những cái câu khẩu hiệu, thì chúng tôi sẽ dứt khoát là sẽ hẹn ngày về chiến thắng quân Thập Pháp, là đã thực hiện được những người lính của Trung đoàn Thủ đô. Và rồi cuối cùng ngày mong chờ đó đã đến. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, ông cùng các chiến sĩ trở về Hà Nội được đón chào trong rừng cờ hoa rực rỡ với những tiếng reo hò hoan hô các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô trở về giải phóng quê hương, giải phóng Hà Nội. 67 năm đã trôi qua, âm hưởng của bản hùng ca Hà Nội chiến đấu và chiến thắng vẫn luôn vang vọng tới lớp lớp thế hệ hôm nay và mai sau.